Nguyên liệu ép cám viên là 100% các loại hạt được trộn lẫn với nhau để làm thức ăn dành cho các loại gà đá, gà trọi. Với dòng máy ép cám viên Takeo TK250 sử dụng điện 3 pha, hai quả nô lăn tròn, thì việc ép những cái viên cám dạng khô như vậy thì rất là dễ dàng. Năng suất đạt từ 200 đến 300 kg trên giờ. Đây là hình ảnh thực tế của viên cám. Viên cám độ dài ngắn thì mình có thể điều chỉnh được nha bà con. Còn nếu mà muốn cái viên cám lớn nhỏ thì mình có thể lựa chọn những cái mặt sàng. Máy ép cám viên Takeo TK250 có thể sử dụng được các loại sàng 2,5 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly và 6 ly. Còn những cái đặc thù khác thì mình có thể đặt riêng. Đây là những thành phẩm mà chúng tôi vừa test cho khách hàng trang trại gà đá. Các loại khối nguyên liệu khác nhau thì sẽ ép ra các loại viên cám màu khác nhau. Nhưng về cơ bản thì viên cám ra sẽ đều đẹp giống như nhau. Quan trọng mọi người lưu ý khi phối trộn độ ẩm sẽ rơi từ 20 đến 25% thì cám sẽ ra rất đẹp và không bị nặng tải cho máy. Bà con quan tâm đến sản phẩm thì hãy liên hệ số điện thoại bên dưới video để được nhân viên tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.